em đang đến với trang http://2.thaychéo.com. Các em ơi, đây đúng là những ngày Giáng sinh rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa là đã kết thúc một năm của chúng ta rồi đấy. Chắc các em đã kiểm tra học kỳ 1 xong rồi phải không? Thật tin rằng các em sẽ được điểm cao. Và bây giờ chúng ta cũng không quên làm bài thi Olympic giải tỏa trên mạng. Chúng ta hãy cố gắng nhé. Không cần phải anh chị hay bố mẹ mình bên cạnh đâu mà ta vẫn cứ làm được. Và các em hãy làm cùng thầy để chúng ta biết được bài này nhé. Bây giờ thầy cùng em bắt đầu làm. Bài thi đầu tiên của vòng bài thi số 1 của vòng thi 11 vòng thi cấp trường như sau là các em này. Câu 1: cho 10 - 3 cộng 2 bằng 6 cộng mấy trừ mấy cộng 5. Các bạn thấy rằng và các bạn tính vế bên này ra 10 - 3 bằng 7, 7 cộng 0 bằng 9. Vậy 6 trừ đi mấy để bằng 4 cộng với 5 bằng 9. Rõ ràng số này em phải điền đó là số 2. 6 - 2 thì bằng 4, 4 cộng 5 bằng 9, vẫn là số 2. Mười trừ ba như thế nào với chín trừ bốn? Chín trừ bốn bằng năm, mười trừ ba thì bằng sáu. Vậy chỗ này mười trừ ba bằng bảy. Ta có tiếp sáu trừ hai bằng bốn, bốn cộng ba bằng bảy. Vậy mười trừ đi mấy cộng hai bằng bảy. Vậy mười trừ năm, số cần điền là năm. Ta có tiếp cho 5 trừ 1 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8 thì bằng 2 cộng với 8 bằng 10, 10 trừ 2 bằng 8, vậy số 8 ta cần phải điền. Số 6 cho 10 trừ mấy để cộng 1 bằng 8 trừ 6 cộng 7. Các bạn thấy 8 trừ đi 6 bằng 2, 2 cộng 7 thì bằng 9. Vậy 10 các em mười các em trừ đi một bằng tám, tám cộng một bằng chín, vậy số điền và ta là số một. Số 1 đấy các bạn không phải số 2 đâu. Số 1 đấy. Tôi gõ nhầm. À, phải số 2. Mười trừ ba bằng bảy, bảy cộng mấy hai bằng chín, chín trừ năm bằng bốn. Vậy bên này mười năm trừ năm trừ đi ba, năm trừ đi ba thì bằng là hai. Vậy mười trừ đi mấy để bằng ba. Vậy mười trừ bảy thì bằng ba, số cần điền thứ bảy. Cho chín trừ đi một bằng tám, bên kia thì vế này bằng sẽ bằng chín, chín đi một bằng tám cộng hai thì sẽ bằng là mười. Vậy số ở giữa phải là 9. Vậy 10 - 8 bằng 22 cộng 17 bằng 9. Tiếp tục. Ở câu số 10. Ta so sánh 10 - đi 6 bằng 4, 4 - đi 1 bằng 3. Với 6 - 2 thì bằng là 4. Là... 10 - 6 bằng 4. Câu đầu tiên cho 9 - 4 thì bằng 5, 10 - 3 thì bằng là 7. 5 nhỏ hơn, bé hơn. Cái điền dấu bé hơn. Tiếp tục.
6 cộng 3 bằng 9, 9 cộng 10. Và bên kia là 4 cộng 5 bằng 9, 9 chừng cộng 8. Vậy cái này bằng 9, số cần điền là đây 4 cộng 15 bằng 9. Điền số 4. 2 cộng 2 bằng 4, 5 chừng 0 bằng 5, cộng 5 bằng 10. 4 cộng mấy để bằng 10, ta chọn số 6. Ta chọn số 6 chứ. Số 6, 6 đúng rồi, ta ấn trả lời. Ngược sao tiếp theo. 10 chừ 7 bằng 3, 3 cộng 5 bằng 8. Vậy ta bằng phép tính nào? 5 cộng 3 bằng 8. Ta chọn 5 cộng với 3 bằng 8, ta ấn trả lời. Ta chọn ngôi sao tiếp theo. Số liền trước số 2 cộng 8 bằng mấy? Số liền trước số 2 là số 1, 1 8 bằng 9. Vậy số cần điền là số 9. Đã xong bài này, thì chuyển bài tiếp theo. Ở bài 12 con giáp này. Hai cộng với sáu trừ ba, hai cộng sáu bằng tám, tám trừ ba bằng năm, bảy cộng hai hai bằng chín, chín trừ ba bằng sáu, năm là bé hơn sáu, hơn liền nên là bé hơn. Từ ba đến tám có mấy số? Ta có bốn, năm, sáu, bảy, phải có bốn số. Cho 2 cộng 8 trừ 6 như thế nào với 10 trừ 4 trừ 2? 10 trừ 5 bằng 5, 3 cộng 6 bằng 9. Vậy 5 cộng 4, số cần điền là số 4. Cho 8 cộng với 2 thì bằng 10, 3 trừ 2 bằng 1, 1 cũng 9, vậy số cần điền là số 9. Cho 10 trừ 2, 10 trừ 2 thì bằng 8, 9 trừ 1. Cho 9 cộng 0 bằng 9 trừ 1 bằng 8, 10 trừ 8 bằng 2, 2 cộng với 6, số cần điền là số 6. Mười trừ bốn thì là bằng 6. Vậy 9 trừ đi 1 thì bằng 8, thì số đấy phải 10 trừ 3 để bằng 7, vì 6 nhỏ hơn 7 phải nhỏ hơn 8. Tám cộng hai bằng 10, bên kia là 2 trừ 1 bằng 1, 1 cộng 5 bằng 9, 10 phải số cơ điểm là 1, 10 trừ 1